Sáng ngày 27 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Nam Khê tổ chức kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn năm 2018 để ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp cho năm 2019. Đồng chí Phạm Ngọc Hải, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tới dự. Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân phường năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Báo cáo kết quả thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, nhiệm vụ năm 2019, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp theo nghị quyết chung về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 được thông qua tại kỳ họp, phường Nam Khê đề ra các giải pháp trọng tâm như tăng cường phát triển thương mại dịch vụ, tăng cường các giải pháp nuôi dưỡng, chống thất thu, tăng thu ngân sách, tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, đảm bảo công khai, minh bạch, tận tình, trách nhiệm, đúng pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai, xây dựng tài nguyên khoáng sản môi trường. Cũng tại kỳ họp, hội đồng nhân dân phường đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do đại biểu hội đồng nhân dân phường bầu